quả Bạch Đinh này khét nhở, đẹp làm chi tiết dã man nhở. Quả này 3.6 anh em nhá. Đường kính của nó rơi vào khoảng 30 Bạch Đinh đấy anh em ạ. Làm sắc nét lắm anh em ơi. Mẩy rồng này như thật luôn. Cảm giác như là bóc ra luôn được ấy. Mẩy cực chất luôn. Chôn đây. Trong những cái hàng mà Bạch Đinh ấy thấy con này là ok nhất đấy, làm chi tiết khá là sắc nét này. Đẹp dã man. Quả này đẹp thật. Nó dường như là một cái chum ấy nhỉ. À đâu, không phải chum, mà nó là cái gì, phải gọi là cái gì, không phải ang. Nó kiểu như là cái của nhà trang bà thủy, một cái nắp như này. Bóng ấy, kiểu như quả bóng ấy. Làm như quả bóng, nhưng mà cái này là không nắp anh em nhá. Chôn thì sắc nét luôn. Đây. Khét thằng khẹt luôn. Anh em mua ở em Vinh nhá. Hàng hôm nay thì nó gọi là bao la bát ngát luôn. Này, làm những cái viền mây này. Sắc nét, rồng này, vảy rồng này. Chật thật đấy. Ok. Cặp này là 3.2 anh em nhá. 3.2 bao ship cho anh em. Bát Tiên Quá Hải, phải không? À đúng rồi, chuẩn Bát Tiên Quá Hải rồi. Anh em nhé, để em đo cho anh em kích thước này. Lỡ rồi anh ấy. Được đây, được đây, được đây. Được đây. À, 53 cm. 53, 54 ở đấy thôi. 53, 54 đi. Bụng khá to lại thôi, mình đo cái đường kính đi. Đo cái đường kính thôi. Đường kính bụng của nó là bao nhiêu? 28. Bao nhiêu? Khoảng 28. Ok, bỏ cái thước ra đi. Đường kính nó cũng tầm 28 là cũng khá to rồi nhỉ. 3.2 anh em nhá. Ê! Chôn chôn. Bỏ ra để quay cho các bác cái chôn đây, để anh ấy em cầm máy quay đây, chôn đây, chôn đây. 3.2 men dạn, men dạn mà lại còn pha thêm cái lớp này là không phải nứt. Không phải nứt. À nứt một cái rồi. Nứt một cái thì Bát Tiên Quá Hải anh em chơi một cái cho em. Cái này bỏ đi nhá. 3.2 chia cho 2. Còn 1.6 cộng 5.000 ship vào cho em. Nứt một cái thì quá nhỉ. Không sao, Bát Tiên Quá Hải này anh em chơi một cái. Còn mấy cặp chóe rồng 1m20 này anh em, siêu to khổng lồ. 10 triệu, 11 triệu, 12, 13, 14, 15 triệu. Đầy đủ giá cho anh em chọn lựa nhá. Quần Tiên Trúc Thọ Vương Mẫu này. Đấy. Giá từ 10 triệu đến 15 triệu. Siêu to khổng lồ luôn. Đây. Mọi người chụp cho em cái ảnh xong đánh dấu nhá. Em sẽ gửi lại ảnh cho mọi người sau. Cái thước đâu nhỉ?
em có một cái lưu xưa này mọi người ơi, trên 30 năm hàng chưa sử dụng anh em nhá, hàng chưa sử dụng đấy, không lại bảo là sử dụng rồi về trưng bày hoặc là về dùng chiếc giỏ của em. Một cái lư mini cao 20, miệng là 11, 850k anh em nhá. Một chiếc lư xưa, xưa là xưa thời gian thôi, còn chưa hoàn toàn là chưa sử dụng anh em nhá. Hoàn toàn 100% là chưa sử dụng. Đây, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp luôn, vẽ tay các kiểu. Đẹp quá nhờ. Rồi, 850 cành bao ship cho anh em nhá. Hiếm mới có một cái đấy. Có mấy quả bát yêu cũ này, mỏng dính, vẽ tay. Chiết yêu. Chỉ có hàng hay năm đấy. À, em vừa sao em tí. Ủa, em vừa nghe được không? 280k một cặp anh em nhé. 280k một cặp như này. Về bày chơi. Cái này là gì lại nhỉ? Mâm bồng này phải không, phải mâm bồng không à, kiểu như đựng hoa quả ngày xưa của các ở trong đây này là Niên Thanh này, đựng hoa quả chỗ mình gọi là Việt Nam mình gọi là mâm bồng đấy. Vẽ tích thiên hạ thái bình. Mười 28 được ngon quả. 22 đẹp lắm anh em ạ. Lẽ ơi, ấy lâu lắm mới thấy một cặp đông thanh mà không bị lỗi này anh em. Hàng đông thanh thường thường mà bị lỗi, cặp này lại ngon lành luôn, hầu như là không lỗi gì cả, đẹp lung linh. Ba tiên, vẽ tích ba tiên chùn đây, men đẹp. Ba đồng hai anh em nhá, không thể nào có thể nào rẻ được hơn rồi. Ba đồng hai, để em đo kích thước cho mọi người. Cao là 60, đường kính là cũng phải rơi vào tầm 25 đấy. Ba đồng hai anh em ạ, cao tầm 60. Đẹp, cặp này đẹp. Men màu các kiểu là nước men đẹp, chất cốt đẹp đanh. Cặp này hoàn hảo luôn, hầu như không bị lỗi gì cả, vẽ tích bát tiên. 3 đồng 2 một cặp như này anh em nhé. Anh em chơi gốm đông thanh cũng biết giá cả rồi đúng không? Nó phải rơi vào cặp này tầm 3,5 triệu, 3,6 triệu rồi đấy. Ba đồng hai bao ship cho anh em. Bực mình thật đấy. Tưởng hôm nay hàng về mà cuối cùng lại phải ngày kia. Lỡ mất bao nhiêu là hàng đẹp của các cụ. Quả này dày này. Đẹp phết anh em ạ. Bức này làm họa tiết sắc nét này, khá là chi tiết, nhỏ nhỏ xinh xinh. Bức này đẹp thật ạ. Cái gì ạ?
Bức này đẹp này, lâu lắm mới về được một cái bức men ngọc như này. 1.850.000 anh em nhé. Nặng như đồng luôn. Xem nào, 10, 20, 30, 40, cao tầm 40. 40 đấy. Từ đây là 10, 20, 30, 30. Cái chôn của cái bức này cũng đẹp cơ. Nói chung là cái men ngọc, về được một bức men ngọc hiếm đấy, thường thường là màu xanh lam. Ít khi về men ngọc lắm. Chôn đẹp rồi anh em. Chôn đẹp lắm. Chôn như đồng luôn. Bức này chắc nặng, chất lượng. Để xem quay mặt xem như nào nhá. Mặt đẹp luôn. 1850 anh em nhá. Duy nhất một bức tại shop Vinh Gốm. Nếu mà nó xước một tí thì em có thể xử lý. Quả bóng 3D này ở ngoài trông đẹp lắm mọi người ạ. Nhìn như thật luôn, đẹp dã man. Đẹp thật. Cầm nặng chắc, làm bằng thủy tinh. 3D. Này là thuận buồm xuôi gió. Này là song long. 1, 2. Song long anh em ạ. Đẹp lắm. Mình cảm giác như nó là ở trong chính giữa của quả cầu này luôn. Tạm quay mọi người một chút sản phẩm nhá. Em chuẩn bị đi có việc rồi. Mọi người thích cái nào thì đánh dấu lại. Ngày kia mới có hàng cơ. Tranh thì nhiều lắm nhưng mà không gỡ ra được. Thống này. Tranh thì bao la bạt ngàn luôn. Đây này, hàng có phải lúc nào cũng đi phát hết đâu anh em, phải giữ lại chứ. Quả bình hơn 200 củ này. Cao hơn 2 mét. Không phải.
không bỏ đâu, bỏ nè, ôi, tối mai ngày kia có hàng, ngày kia lại có hàng mới liên tục luôn. Anh em đặt gì mua gì thoải mái đi, rất nhiều thời gian.